Xin chào quý khách hàng thân mến của BH. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu đèn có tên gọi là đèn Movin 9 mắt Tinger 2-in-1 Pro. Đây là một dòng đèn được thiết kế phù hợp cho những quán bar, vũ trường, phòng bay, quán bia club có diện tích từ 50 cho đến 100m². Dòng đèn Movin này được thiết kế 9 mắt Movin LED, nó xoay đảo 360 độ và nó kết hợp thêm bóng đèn laser chiếu hoa văn rất là đẹp mắt. Đây là một dòng đèn khá là đặc biệt cho khách hàng nào mà thích những cái mẫu mới nhất của năm 2021. Hiện tại mình đang quay giới thiệu thực tế tại studio của công ty BH bên mình. Dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa BOL1 Pro 08. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.